lên. Ngày sớm vậy? Dạ. Đánh thủ. Anh nãy lấy gì? Bữa nay chị chủ chị đứng ở ngoài nha cô chú anh chị và các bạn. Rồi. Cho đệ tử làm, đệ tử tay trái làm. Cái này chị cũng làm đẹp đẹp nha chứ. Hiền quá là hấp dẫn luôn á. Kính chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Và đến với video tiếp theo của Cuộc Sống Sài Gòn TV về ẩm thực đường phố Sài Gòn. Hiện tại là em đang đứng trên đường Lê Văn Quá này cô chú anh chị và các bạn. Trong sáng nay thì ở đây là tại địa chỉ là Vịt Quay Heo Quay Quân Vĩnh Phát 311 Lê Văn Quá nha cô chú anh chị và các bạn. Đó, nhìn cái tủ này nhỏ nhỏ xinh xinh dưới cái tòa nhà rất là cao to. Hôm nay quay trở lại chỗ chị đẹp Cao Thủ Bến Tre, chặt Vịt Quay Heo Quay nè, nức tiếng Sài Gòn. Chị đẹp phía trước ha. Hôm nay là ngày đặc biệt nên là ghé chia sẻ đến chú quý của chú anh chị và các bạn. Theo coi việc quay của nay vẫn 300 mà chị? Vẫn 300 ạ. Dạ. Đồng giá. Vẫn đồng giá 300 nha cô chú. Ồ, da giòn ạ. Thẳng cảnh luôn. Hôm nay chị mở sớm. Đặc biệt những ngày nào mà đặc biệt là mở sớm, còn không đặc biệt là 7 giờ. Dạ, yeah. Không đặc biệt là 7 giờ, còn bữa nay đặc biệt nên là mở sớm. Mấy nay bán được không chị? Cũng bình thường. Dạ, yeah, cũng bình thường ha. Đó, hôm nay ẩm thực đường phố Cuộc Sống Sài Gòn TV ghé lại xe Vịt Quay của chị trên đường Lê Văn Quá, rất là nổi tiếng, đặc biệt là chặt vịt siêu nhanh tốc độ. Rồi, chuẩn chưa từng cm luôn nha. Rồi, chuẩn luôn à, không chặt nhỏ luôn. Vậy thì tắt mẹ thì bắt mẹ cái mới tắt. Ngoài heo quay, vịt quay ấy, thì là chị còn bán xá xíu nè. Rồi có gà quay nữa nha, gà nướng nữa nha. Nhưng mà bây giờ gà là chưa có. Dạ. Nửa ký chặt lòng 2. Trong mỗi video thì Cuộc Sống Sài Gòn TV đều để cái số điện thoại, địa chỉ và cái thời gian bán dưới hơn. Video nay hơn lắm bà. Cô chú anh chị và các bạn ghé ủng hộ nha. Rồi. Để đi cô hả? Cái bao ở đây 10 ngàn, bao ở 9 ngàn. Nhiều lỗ rồi.
Hôm nay ngày đặc biệt nên là khách không có chặt. Ngoài bán heo quay miếng nè, vịt quay thì chị cũng gắn bánh mì heo quay nữa nghe cô đón chị và các bạn. Đặc biệt là chị rất là vui vẻ, chị gái Bến Tre. Thấy món ngon 10.000 em. Thấy không, bán vịt quay heo quay bán đồ cúng luôn. Chị bán được 15.000 á nè. Dạ không chị. Có à? Dạ, thank you. Chủ theo kịp thời đại. Bán việc quay heo quay bán đồ cúng luôn. Hả? Sẵn à. Sẵn đó, bà con nhiều lúc đi mua không có đó. Rồi, sẵn ghé mua luôn. Bán nói chung là cũng lâu lắm rồi á. À, ủa chứ hả chị? Chứ không phải mới. Nói chung là đặc biệt mùng 2, 16 là có. Dạ. Đây là nghỉ bán, nói chung là không công nữa nè. Không công nữa hả? Mới ra xong rồi tới sợ quá cho nên không có bán. Dạ. 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 Trời ơi. Nhìn những cái việc các 300 à. 300 rồi. 300. 300 kg. Con dịch để nguyên. Con dịch để nguyên. Ủa chặt lắm à. Có lửa không? Không lửa tôi lửa à. Không đi chị. Thì ngon có tôi thôi chứ không lẽ còn nữa. Ờ. Đen đen tí hả? Đen đây nè. Đâu? Chắc chịu con này quá. Thôi con này đi. Rồi. Thích đen con đen đen đúng không? Rồi. Ủa chị? Cái thấy quần đồ cúng ma bà phụ không? Không, mà có bán bà phụ. Bà phụ nó vô sạch lắm lắm á. Ủa anh mua vậy có tặng không? Tặng gì? Để tặng em con vịt cái chứ. Trời ơi. Vui vẻ ha. Về luôn á. Quá này rồi tặng thôi thôi tặng em bà chủ nè. Tặng dịch cái. Thôi em. Tặng dịch cái à. Tôi đem về tôi cho nước gỡ với làm gì trời. Ờ. Sao đâu? Trời ơi có chị của em cho nó đâu. Em gọi là mới xanh xong hồi chị của mình. Dạ mới xanh xong mới giờ cũng bị khác. Dạ. Chúc em bé ông mà chung lớn. Dạ. Cái gì chị? Còn con ai nữa? Nữa con hả? Nữa con gì? Nữa con vịt là 150 nha cô chú. Hay là cao hơn xíu chị? Đứa con là bán khác đúng không? Dạ không à, cũng vậy á. Vẫn y như vậy luôn phải không? Dạ, 50-50. Dạ, 50-50. Dạ. 5 đồng chưa đủ. Giòn vàng hà. Dạ. Nhưng mà nhìn người ta nó bắt thiệt cái chứ hả? Dạ. Dạ.